Hương Thơ xin được trở lại với phần 2 với chương trình Câu chuyện y khoa, một chương trình được bảo trợ bởi Bệnh viện Orange Coast Memorial. Và quý vị đang theo dõi phần nói chuyện Hương Thơ với bác sĩ Mary Trần chuyên về y khoa gia đình. Và đề tài ngày hôm nay nhân dịp là tháng 10 là một cái tháng để nâng cao nhận thức và hiểu biết về ung thư vú. Bác sĩ Mary Trần có gợi ý là chúng ta sẽ nói về một đề tài muôn thuở này. Và Hương Thơ nghĩ rằng nó rất là quan trọng tại vì phụ nữ chúng ta gần đây thì con số mà nó đứng hàng thứ mấy về thương vong tử vong cho phụ nữ số thứ hai. Vẫn đứng số 2. Và chúng ta đang ở một cái đất nước có nhiều phương tiện để quý vị có thể truy tầm sớm, để khám phá sớm thì mình có thể giữ được cái mạng sống của mình, phải không thưa bác sĩ? Vậy trước khi mà chúng ta đi vào phần quảng cáo thì bác sĩ có nói là vấn đề mà tự khám thì bác sĩ có thể nhắc sơ qua mình có thể tự khám ở nhà và nên đi khám thường xuyên hàng năm theo lời đề nghị của các bác sĩ, nhất là các bác sĩ về sản phụ khoa. Dạ rất đúng chị, thì chúng ta cũng thường biết là khi chúng ta khám bộ ngực chúng ta thì nhiều người nói là thưa bác sĩ tôi thấy cũng không thấy khác thường, cũng vì vậy tôi chẳng biết tôi khám gì. Thì khi hàng năm chúng ta thường đi gặp bác sĩ gia đình hoặc bác sĩ sản phụ khoa thì họ sẽ khám bộ ngực cho mình và họ sẽ làm pap smear cho mình. Thì trong thời gian đó nếu chúng ta có thể nhờ các bác sĩ chỉ dẫn làm cách nào mà chúng ta khám ngực chúng ta một cách hiệu quả nhất. Nhiều khi chính tôi vậy, nó khi chúng tôi khám người chúng tôi là thấy nó cũng vậy, không thấy gì thay đổi, nhưng mà thực sự ra chúng ta tự khám để mà chúng ta hiểu biết cái bộ ngực chúng ta như thế nào, để hiểu biết cái sự khác nhau như thế nào. Tại vì phần đông khi chúng khám thì chúng ta thấy cũng vậy thôi, không thay đổi, nhưng mà khi chúng ta có sự thay đổi chúng ta biết liền. Còn nếu mà chúng ta không khám thường thì khi mỗi sự thay đổi chúng ta nói ồ không biết nó nằm ở lúc nào, bao giờ, hay là cái này có phải bình thường hay không bình thường, thì cái sự quan trọng chúng ta nên làm quen bộ ngực chúng ta bằng cách khám hàng tháng. Và chúng ta đi khám bác sĩ hàng năm để mà họ có thể truy tầm, họ có thể chỉ dẫn cho mình và họ có thể cho mình biết là đến cái tuổi nào mình cần phải đi truy tầm ung thư vú. Vâng. Và nói đến truy tầm thì thường thường là bác sĩ gửi, how often mọi người phụ nữ phải đi đến làm mammogram thưa bác sĩ? Cái điều mà chúng tôi quan trọng nhất, nhiều khi chúng tôi nhớ nói là ok tuổi này tuổi nọ làm này làm nọ. Cái điều tôi khuyên nhất là nên đi khám bệnh bác sĩ hàng năm. Để mà bác sĩ có thể coi lại tuổi tác của mình, coi lại cái gì cần thiết để phải làm, bà phải gì khuyên làm. Thì theo cái thống theo cái họ khuyên á, là khi chúng ta bước vào tuổi 40, người phụ nữ thì nên làm mammogram. Nhưng mà cái tuổi mà quan trọng nhất từ 45 đến 55 tuổi là cái thời điểm đó chúng ta nên làm hàng năm. Nhưng mà bước vào 40 là tôi khuyên là hàng năm nên làm rồi, đừng đợi đến 45 tuổi. Chúng ta bắt đầu 40 chúng ta lên làm hàng năm. Nhưng mà theo cái sự mà recommendation đó, thì họ nói là từ 40-45 năm là chúng ta có thể bước vào, chúng ta lên bàn thảo bác sĩ mình có nên làm không. Nhưng mà từ 45 tuổi đến 55 tuổi là cái tuổi cần làm hàng năm. Và sau đó trên 55 tuổi là chúng ta cần làm cái mammogram có thể every other year, là cách một năm một lần. Nhưng mà họ nói chúng ta tiếp tục giữ hàng năm thì tốt hơn. Mà tôi cũng khuyên hàng năm bây giờ cũng tốt hơn là cứ every other year, là cách trong một năm một lần. Cái tuổi nào cần ngừng thì nhiều bác hỏi bác sĩ khi nào tôi cần phải không cần làm nữa, thì theo cái thống họ khuyên là trên 74 tuổi, 75 tuổi là mình không cần làm nữa. Nhưng mà quý vị biết là cái tuổi thọ chúng ta càng ngày càng cao, có người sống trên 100 tuổi. Nếu chúng ta thấy sức khỏe chúng ta tốt, chúng ta nghĩ chúng ta có thể sống lâu được trên 5-10 năm nữa thì chúng ta nên làm. Tại vì mặc dù có nhiều người 80 tuổi, 90 tuổi nhưng mà vẫn đi đứng khỏe mạnh thì chúng ta cũng nên làm, không phải đến 74 tuổi là chúng ta ngừng không làm nữa. Còn nếu chúng ta đến 74 tuổi mà chúng ta thấy người chúng ta không, chúng ta có nhiều bệnh, như là nhiều bệnh chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào, là ung thư cái tiểu khác, hoặc là chúng ta nghĩ chúng ta không sống lâu được, thì chúng ta có thể ngừng từ 74 tuổi, 75 tuổi là ngừng được rồi. Nhưng mà nếu chúng ta nghĩ là cuộc sống ta có thể kéo dài trên 5 năm hoặc 10 năm thì chúng ta nên tiếp tục làm. Vâng, khi nói đến mammogram chắc đa số phụ nữ đều biết nó như thế nào khi mình đi chụp hình mammogram, nhưng có nhiều người phụ nữ chưa bao giờ có kinh nghiệm và họ rất là sợ. Hương Thơ được biết là họ sợ đau đó bác sĩ, thì bác sĩ có thể nói thêm về vấn đề này để khuyến khích cho mọi người phụ nữ đừng có lo sợ nữa. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều. Chị cũng đã làm rồi, em cũng đã làm rồi. Thì người phụ nữ chúng ta đến cái tuổi 40, qua tuổi 40 là chúng ta cần phải làm. Tôi có rất nhiều người khi mà tôi khuyên là lên làm đi bác, hay lên chị lên làm, em lên làm, thì họ thường nói là bác sĩ ơi, đau lắm. Mỗi lần họ thì dĩ nhiên là khi mà làm cái đó thì họ sẽ ép vô. Tại chỉ có ép vô họ mới thấy được cái cục bú trong ngực của mình. Nếu mà chúng ta không sờ được, tại nhiều cái cục bú chúng ta không thể sờ được, nhưng mà cái mammogram có thể pick up được để chúng ta truy tầm nó sớm, thì nó ép nó sẽ đau. Và
tôi là cũng dạy chạy qua chị Hương Thơ nãy cũng nói là rất là đau đớn, nhưng mà cái đau đó nó chỉ có kéo dài 1 đến 2-3 phút mà thôi, trong thời gian mình làm mà thôi. Tùy theo bố ngực mỗi người, tùy theo cái technician họ làm, nhưng mà nó chỉ kéo dài một vài phút, nhưng mà nó có thể truy tầm ung thư và xem cái cuộc sống của mình. Tại có nhiều người khi mà họ nói tôi tự khám rồi, tôi bình thường không nên làm, không đau lắm bác sĩ, nhưng mà thực sự ra quý vị nên suy nghĩ lại, mình tự khám khi mình tìm được, mình feel được á, thì nó hơi trễ. Và ung thư mà chữa trị hay nhất là sao, là khám phá sớm giai đoạn đầu tiên hay giai đoạn sớm là nó đỡ hơn. Vâng, nói đến đây thì giống như nãy bác sĩ nói, tùy theo nơi, tùy theo cái người technician, thì Hương Thơ đã chụp hình ở Breast Center ở Bệnh viện Orange Coast. So sánh với những nơi khác, Hương Thơ xin được giấu tên, thì người technician ở Bệnh viện Orange Coast rất là nhẹ nhàng, bởi vì không có đau, thật sự nó hơi nhói nhói mà hơi khó chịu, tại vì họ ép cái ngực mình vô cái máy. Và cái khung cảnh nó gọi là spa-like, giống như đi spa vậy, rất là đẹp, rất là sang, rất là sạch sẽ. Và nhất là trong mùa pandemic, mùa đại dịch này, bệnh viện rất là kỹ càng. Và technician nhẹ nhàng lắm, và máy thì rất là mới. Và người, cái quan trọng là họ đọc nữa, người bác sĩ quang tuyến, kinh nghiệm, họ đọc, họ phát cho bác sĩ liền. Nếu khám phá gì bất thường, họ thấy lực liền và họ làm việc nguyên một cái đội ngũ với nhau. Nên chúng ta, người phụ nữ đến với breast center của bệnh viện sẽ được chăm sóc rất là tốt. Và thưa bác sĩ, vì khi mà mình bị cái vấn đề nữa là bị dense breast đó, bác sĩ thấy đa số người Á Châu bị cái mô vú nó dày á, thì cái đó thì còn đòi hỏi cái máy móc đặc biệt để chụp cho nó rõ, phải không bác sĩ? Dạ rất đúng chị, cái dense breast là cái người phụ somehow khi mà ta làm study họ nói là người phụ nữ Á Châu mình bị nhiều hơn, nhưng mà khi quý phụ có cái dense breast á, thì cái cơ hội mà khi ta chụp hình thì nó sẽ che đậy cái x-ray, không, cái quang tuyến không qua được, và nó sẽ che lu mờ mình, cái mammogram có thể không pick up được. Và nhiều khi nó không pick up được thì cái cục bú đó nó thành ung thư, mình không, nó cứ tiếp tục nó thành ung thư, mình không có thể thấy được. Cho nên cái dense breast là rất là quan trọng. Họ nói là có thể 3D là 3 chiều thì có thể pick up rõ hơn, còn nếu mà vẫn không pick up rõ thì người ta phải thể siêu âm thêm. Cho nên khi mà quý vị nhận được cái kết quả của cái của mình, rồi trong đó họ có đề vào đó là cái bú của quý vị bị dense, quý vị cần làm 3 chiều hay quý vị cần phải làm siêu âm. Những cái đó quý vị cầm với bác sĩ gia đình của mình để hỏi ý kiến bác sĩ gia đình mình, tại vì cái luật lệ bây giờ từ lúc 2003 là họ bắt là bên cái chỗ quang tuyến phải gửi cho bệnh nhân biết là cái ngực họ có bị dense không. Tại vì cái thời điểm 2003 có một cái cô này tên là Nancy Capola, cô chụp hình cái mammogram. 3 tháng sau cô bị cục bú, cô khám phá cô bị giai đoạn số 3. Cô mới bực mình, cô nói tại sao mà tôi đi mới chụp 3 tháng trước bình thường hết, mà tại sao bây giờ tôi lại giai đoạn số 3? Nó không thể nào nhanh như vậy. Thì lý do là cô bị dense breast, mà cái mô nó dày đặc quá, nó không thấy rõ. Và người radiologist không cho họ biết được như vậy. Cho nên bây giờ cái luật nó bắt là người cái chỗ mà quang tuyến phải báo cho bệnh nhân có bị vậy không. Mà khi bệnh nhân nhận được cái đó mà báo là cái mô mình hơi bị dense, thì mới cầm cái đó đến hỏi bác sĩ gia đình mình là tôi có cần làm gì thêm nữa không, có cần phải tùy theo cái loại dense nữa, có loại dense nó gọi là very dense là mình cần phải làm thêm, còn như loại dense tùy theo cái loại của mình thì chúng ta nên nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình, cầm cái đó lại hay bác sĩ sản khoa của mình hỏi là có cần làm thêm. Cái đó rất là quan trọng, mình đừng nghĩ là tôi làm mammogram xong rồi là xong, nó bình thường tôi mừng quá không phải lo, không nghĩa là nó sẽ hoàn toàn 100%, tại có mấy cái mô mà nó dày đặc quá, nó thể nó che đậy cái bú ở trong nó mà không thấy rõ được. Vâng. Và nếu mà dense breast thì bệnh viện breast care của bệnh viện Orange Coast có cái 3D đó, chụp 3 chiều thì rất là rõ, thưa quý vị. Và thưa bác sĩ, nếu mà khi mà người phụ nữ đi chụp hình mammogram và được báo cáo là bất thường thì họ phải làm gì kế tiếp, bước kế tiếp là gì? Dạ. Cái điều này mà thực ra tôi là một sĩ gia đình thì cái chuyện này chúng tôi thường gặp nhiều cô, nhiều bác, nhiều chị, nhiều em vô thấy bất thường thì họ rất là lo sợ. Mình cũng nên không hoảng sợ quá, không phải bất thường là something wrong với cái ngực của mình, có thể là mình cần phải làm thêm để mình truy tầm thêm. Khi mà mình làm mammogram nó gọi là truy tầm mà thôi. Khi mình thấy không được bình thường bắt đầu họ làm diagnostic, là bắt đầu họ mình chuyển lại bác sĩ để họ chẩn đoán, họ làm cái đúng cái mammogram mà gọi là diagnostic mammogram, hoặc làm siêu âm, hoặc là lấy tinh khiết ra họ thử coi là cái bú đó nó bú lành bú dữ, họ làm siêu âm coi là cái bú đó là bú nước hay bú đặc, rồi những cái đó mình có thể mình
nên tham khảo bác sĩ của mình để mà họ bắt đầu họ chuyển mình đi gặp bác sĩ chuyên khoa. Thì như chị cũng đề cập là khi mà mình chụp cái ngực không được bình thường thì trong cái đội ngũ họ có bác sĩ về surgeon hoặc bác sĩ radiology radiation rồi rồi bác sĩ về gene mà họ có thể truy tầm mình có thuộc về loại gene nào. Cho nên tôi hy vọng là mình đừng quá lo lắng rồi mình mất ăn mất ngủ, mình phải thích cho thở ra rồi mình gặp nói chuyện rồi mình từ từ mình định thần lại rồi mình tìm hiểu coi là mình thuộc vào giai đoạn nào, nó có nguy hiểm không, nó lan đến đâu rồi mình tìm cách mình chữa trị. Mình không go back, mình ngồi mình chết hay là mình buồn. Thì cái cơ thể quan trọng nhất chúng ta cần có một cái sức khỏe tốt để chúng ta tiếp tục đi theo dõi nó, chữa trị nó, phải không chị? Vâng, nói đó thì cái vấn đề hệ thống miễn nhiễm nó tùy theo cái tâm trạng quý vị. Nếu quý vị lo lắng quá thì cái immune system, hệ thống miễn nhiễm mình nó sẽ thấp, yếu đi, nó không có đối phó được cái ung thư. Và quý vị sẽ an tâm khi mà tìm đến một nơi chốn nào mà có những bác sĩ giỏi, tận tâm, chụp hình rõ ràng và chẩn đoán kỹ càng. Và có một đội ngũ nữ y tá điều hướng, navigator, nurse navigator để giúp cho quý vị, hướng dẫn cho quý vị với sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ gia đình như bác sĩ Mary Trần đây thì quý vị in good hand, không có lo gì hết. Cảm ơn bác sĩ Mary Trần, chúng ta đã hết giờ. Hẹn bác sĩ vào lần tới với một đề tài quan trọng khác. Dạ, cảm ơn chị rất nhiều, cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào chị, chào quý vị. Hương Thơ xin hẹn quý vị vào chương trình Câu Chuyện Y Khoa lần tới. Xin kính